Ok mấy anh, thì hôm nay là ngày 12 tháng 8 thì em về được một ít than tắc nông ha. Thì đây là một ít hàng bổi luôn mấy anh. Nó hàng bổi thì em còn em về được một ít thôi, ít con thôi. Nó xen chung với chuyền mấy anh. Nó thì em về được một ít thì để em quay lên cho mấy anh coi ha. Anh nào chốt con nào thì cứ nhắn cho em ha. Nó hàng bổi nha. Hàng bổi và một con chuyền mùa ha, con chuyền mùa trước ha. Và nó thì chỉ có nhiêu đây thôi. Thì để em đăng lên, cạnh nào mình chốt con nào thì cứ nhắn cho em. Rồi ok mấy anh, con này con đầu tiên nữa ha. Con chuyền nha mấy anh. Con này thì em bán đó, cục đuôi nha, lông mới hoàn toàn luôn mấy anh. Nó chim lông mới. Đó, con này nhìn rất ok luôn mấy anh. Thì con này em bán 300 nghìn nha mấy anh. Đó, một con 300 nghìn ha. Đó, con đầu tiên con số 1 mấy anh ha. Thì mấy con này về nhà mình chơi rất là dễ thuần ha. Đó, con này đúng gọi đó là con chuyền mấy anh. Nhưng mà thật sự nó tại vì nó trộn hết lông rồi nên em bán giá là con chim bổi luôn mấy anh. Nó chứ thực chất nó là con chuyền nha. Nó thì bán cái này là 300 ngàn nha. Con số 1 ha. Rồi để em qua tiếp con bên đây. Rồi con bên đây nó cũng giống vậy luôn mấy anh. Thì nó cũng chỗ hết rồi. Nó chỗ cái bộ lông chuyền nó hết rồi. Nó ra thành lông đen hết. Nó chỉ còn bộ lông đuôi thôi. Nó thì những con này là anh em về mình nuôi lông nữa. Xong là mình thành chim mồ luôn. Mình chơi luôn ha. Đó thì con này cũng 300 ngàn luôn nha mấy anh. Đó con số 2 ha. Con này cũng 300 ngàn luôn. Thì để em quay tiếp. Đó con này mặt mũi cũng rất ok ha. Đó. Móng miết tật đỏ là em bao tật lỗi móng mỏ mắt các mấy anh ha. Rồi ok mấy anh, để em quay tiếp con bên đây. Đó mấy anh, thì con này là con chuyền này mấy anh. Con chuyền con bổi già này mấy anh. Nó chim bổi ha. Nó về rất ít luôn, con này dáng rất là dài, chim rất là ok này mấy anh. Nó thì con này em bán 300 ngàn luôn nha. Nó thì bổi chỉ có 4 con thôi. Thì đăng lên 4 con 300 ngàn, anh bắt con nào thì bắt ha. Ừ, 300 ngàn một con nha mấy anh. Chim rất là đẹp luôn. Đó. Mấy con này về mấy anh tắm rửa, con này thì lông đậu đang thay nha mấy anh. Chim rất là nhanh nhẹn ha. Dáng dốc rất là ok luôn. Rồi để em quay tiếp con cuối cùng cho mấy anh coi. Đây, con này rất là đẹp luôn nè. Đó mấy anh. Con này rất là già chim ha, rất là đẹp chim á. Nhưng mà tại vì nó hơi nhét xíu, nó lủi vô góc á mấy anh. Đó, con này để em đẩy nó ra xíu cho mọi người cùng coi. Đó. Chim rất là ok luôn. Dài chim lắm mấy anh, con này rất là dài ha, đuôi dài tầm 9,5 á. 9,5-10 nha, tại em không có đo. Nhưng mà con này đuôi rất là dài luôn. Đó. Dáng dốc rất là ok, chim này rất là đẹp ha. Nó thì em cũng bán 300 ngàn luôn nha mấy anh. 300 ngàn một con luôn ha. Rồi ok mấy anh. Thì để em quay cái con chuyền em nói lúc đầu cho mấy anh coi. Thì đây cái con chuyền này là con chuyền mùa trước nha mấy anh. Đó, con này là con chuyền mùa trước. Thì chim rất là ok luôn. Nhảy rất là khôn đó, nhảy rất là khôn luôn mấy anh. Ở đây là hót rất là nhiều rồi ha. Ở đây thì hót rất là nhiều rồi. Hiện tại là ở đây em đang cho nó ăn cám thường mấy anh, cám anh thông thường á. Đó, thành ra chim không có căng mấy. Mấy con này về nhà mấy anh chăm nó sóc nó cho nó ăn cám xịn lên xíu. Mình cho nó ăn cám xịn là tắm tám chăm mồi tươi rồi vô. Tại đây em cho nó ăn sâu chung mấy anh, thành ra nó không có ăn cào cào, không có ăn gì hết. Chim nó không có được căng mấy. Đó thì giờ em chăm kỹ lại xíu là chim sẽ rất là căng, rất là đẹp ha. Thì con này em bán 800 ngàn nha mấy anh. Rồi con này em bán 800 ngàn nha, con chuyền nha, con chuyền mùa trước nha mấy anh. 800 ngàn nha. Rồi ok mấy anh, thì anh nào bắt con nào thì cứ nhắn cho em ha. Rồi để em vào cho em quay một ít chim ở trong cho mấy anh coi ha. Một ít chuyền trống và chuyền máy ha. Hàng cũng là hàng đất nông luôn mấy anh. Nhưng mà em về chung một lô mà mấy con này nó chỗ ra nhiều quá thành ra bán chim bổi luôn nha mấy anh. Rồi ok mấy anh. Rồi ở đây thì em vẫn còn một con máy mùa nha mấy anh. Một con than máy mùa nó. Thì anh nào mình cần than máy mùa để kích trống á thì mình cứ bắt con này ha. Con này thì em bán là 800 ngàn nha mấy anh, than máy mùa nha. Hót rất là nhiều nha. Hót kích trống rất là ok luôn. Đó, con than máy mùa ha. 800 ngàn nha mấy anh. Còn anh em nào mình lấy luôn cái lồng này á, là em bán luôn chim lồng là 1,2 triệu nha mấy anh. Chim lồng là 1,2 triệu nha. Chim lồng 1,2 triệu nha mấy anh. Rồi ok mấy anh. Con than mùa nha, chim lồng 1,2 triệu, than máy mùa nha. Chim lồng 1,2 triệu nha mấy anh. Rồi, con bên đây luôn anh. Con bên đây là con than mùa luôn. Con này là nó đang thay lông đuôi nè. Con này là hót rất là nhiều rồi nè. Đó, con này hót rất nhiều. Anh em nào mình về chơi hót thì mình lấy con này luôn ha. Hót ở đây hót rất là nhiều. Đó, con này thì bán chim lồng luôn 1,000,000 nha anh. Chim lồng 1,000,000 nha. Đó, anh em nào mình chốt con này thì cứ nhắn cho em ha. Chim lồng 1,000,000 luôn. Rồi, ok mấy anh. Thì anh em nào mình bắt con nào thì cứ nhắn cho em. Em có để số điện thoại và số Zalo cũng là số đó luôn mấy anh. Ok mấy anh. Rồi ok mấy anh, thì hôm nay em cũng về được thêm một mớ than chuyền đất nông mấy anh. Nó thì về tầm mười mấy con thôi. Nó hàng thì nó cứ lác đác lúc này nó về hàng rất là ít mấy anh.
cái nguồn hàng nó chậm cực kỳ luôn, thành ra em vàng lần rất là ít, không có giống như hồi trước em vàng lần cả mấy trăm con ha. Rồi để em quay mấy con này gần gần xíu cho mấy anh coi, mấy anh thích con nào thì bắt con đó ha. Đó, để em quay lại, quay sơ sơ từng con cho mọi người cùng coi ha. Đó, con 71 này mình. Đó, hàng chuyền này rất là dài luôn ha. Thì cái này em bán một con là 300 ngàn nha mấy anh, một con 300 ngàn luôn. Đó, bán giá mềm luôn, một con 300 ngàn ha. Đó, rồi ok, để em quay tiếp mấy con kia cho mọi người cùng coi ha. Con này con 76 nha. Đó. Cái con này nó còn không có nhảy nhiều mấy em, nó hơi đầm chim xíu, nó không có nhảy quá nhiều. Đây con 74 mấy em. Đó, con này thì chỗ rất là nhiều nè, cao cầu chỗ rất là nhiều ha, chim rất là đẹp chim luôn. Con này con 73 luôn mấy em. Đó, hàng chuyền nha, chuyền đất nông nha, cái này thì em bán 300 nghìn một con mấy anh. Đó, rồi, đây con 48 luôn. Đó, con 76 luôn mấy anh, vậy là có hai con 76 nha. Con 76 lồng xanh, con 76 lồng hồng, con này thì 76 chỗ nhiều rồi mấy anh. Con này chỗ rất là nhiều nè. Đó, con này rất là đẹp ha. Đó, đây, con này cũng rất là ok nè mấy anh. Con này rất là dài chim luôn, rất là đẹp. Đó, thì một con chuyền này em bán là 300 ngàn ha. Anh nào mình chốt con nào cứ nhắn cho em ha. Hàng chuyền thì em còn rất là nhiều luôn mấy anh. À, quên nữa, bên đây là còn máy mấy anh. Máy thì hôm qua em về cũng được mới nè. Máy em bán 150 con nha mấy anh. Đó, máy em bán 150 con, máy chuyền máy bỏ gì cũng vậy ha. Đó, rất là nhiều nha. Máy thì em rất là nhiều luôn. Nó hôm qua nó mới về mấy anh. Hàng thì chuyền qua mới về. Đó, hàng chuyền rất là nhiều luôn. Đó, rồi bên đây còn nữa nè anh mấy anh. Bên đây hàng chuyền em cũng còn nữa nè. Hàng chuyền này thì em cũng bán 300 ngàn một con luôn nha mấy anh. Hàng chuyền nha, chuyền 300 ngàn một con hết luôn. Đó, thì anh nào mình chốt con nào mình cứ nhắn cho em ha. Mình qua mình lựa trực tiếp luôn cũng được, hoặc là mình nhờ em lựa cũng được. Em sẽ lựa cho mấy anh những con đẹp nhất ha. Đó, chuyền thì 300 ngàn một con nha mấy anh. Hàng rất là nhiều luôn. Đó, anh em nào mình chơi thì mình cứ bắt. Đó, chuyền còn rất là nhiều. Rồi ok mấy anh, thì cũng cảm ơn mấy anh đã theo dõi clip của em ha. Thì anh nào mình chốt con nào mình cứ nhắn cho em ha, em sẽ lựa cho anh những con đó ha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip của em.